Sáng nay, triển lãm thiết bị máy móc hàng hải và đóng tàu Việt Nam VMOX 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Weichai là tập đoàn quốc tế đa ngành, đứng hàng đầu trong ngành sản xuất chế tạo động cơ tại Trung Quốc. Công ty tập trung vào 6 mảng kinh doanh chính, hệ truyền động động lực, xe thương mại, máy công trình, nông nghiệp, hậu cần thông minh, thiết bị hàng hải và năng lượng mới. Tham gia triển lãm lần này, Weichai sẽ tổ chức hội thảo chia sẻ những thành tiệu phát triển sản phẩm thế hệ mới ưu việt có hiệu suất nhiệt lên đến trên 52%, sử dụng năng lượng mới, năng lượng xanh, đồng thời cập nhật xu hướng ngành công nghiệp thế giới nói chung cũng như thị trường Việt Nam nói riêng. Đơn vị mong muốn chia sẻ cơ hội kinh doanh, đón đầu xu hướng trong ngành công nghiệp hàng hải cũng như máy phát điện tại thị trường Việt Nam. Với phương châm hoạt động sự hài lòng của khách hàng là tôn chỉ của chúng tôi, tập đoàn Weichai không ngừng nỗ lực mang đến các cơ hội kinh doanh cũng như sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ, bền bỉ và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu tới đông đảo khách hàng tại Việt Nam. Weichai đã có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 30 năm. Chúng tôi luôn hỗ trợ ngành đóng tàu Việt Nam phát triển và cống hiến cho lĩnh vực động cơ thủy cũng như ngành công nghiệp đóng tàu. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào 3 hướng phát triển. Thứ nhất là tập trung vào phát triển các dòng động cơ, dòng VKH, công suất lớn dành cho tàu sông, tàu biển. Thứ hai là tập trung vào phát triển động cơ cao cấp bâu đoan dành cho các loại thuyền cao cấp, du thuyền hạng sang, hướng đến phân khúc cao cấp thứ ba là tập trung vào việc thực hiện các tiêu chuẩn khí thải. Weichai đã cho ra mắt các dòng sản phẩm sử dụng khí thiên nhiên nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện hóa các tiêu chuẩn khí thải trên toàn thế giới. Weichai là nhà sản xuất động cơ hàng hải hàng đầu thế giới. À, chúng tôi có rất nhiều sản phẩm hàng hải và trong cái khuôn khổ triển lãm Vinmec 2023 lần này, chúng tôi đặc biệt giới thiệu những cái sản phẩm thế hệ mới đó là sử dụng điều khiển điện tử giúp cho động cơ tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng và vận hành mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn. Triển lãm hàng hải đóng tàu sẽ là cầu nối giao thương quan trọng giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội chia sẻ các công nghệ tiên tiến, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư, thúc đẩy ngành đóng tàu trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Triển lãm mở cửa tự do cho khách hàng tới tham quan từ nay cho đến hết ngày 7 tháng 7.